Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cảm biến nhiệt độ giàn lạnh trong xe của xe DU Matiz 4. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty GM tại Hàn Quốc. Đây, trên tay em đang cầm này, anh em đang nhìn nhé. Với cái thiết kế quan trọng nhất là cái phần mũi người này, anh em nhìn này. Nó chính là cái cảm biến để báo ngắt lạnh, đóng mở cho cái dàn lạnh của chúng ta. Nó hoạt động đúng và đủ. Mã sản phẩm của nó là 963141854. Đây, sản phẩm hàng xịn anh em nhé. Đây, tem bạc này. Đấy, xịn Hàn Quốc này. Đây là cái dòng này này của nó này, anh em nhìn này. Cái thiết kế của nó hơi khác với cả cái một số dòng Chevrolet và CDX. Đây, dòng này nó là hai giác kim, anh em nhìn thấy không ạ? Đó. Thì trên tay em vừa cầm là giới thiệu tới anh em một cái sản phẩm, đó chính là cái cảm biến nhiệt độ trong xe của xe DU Matiz 4. Anh em quan tâm, tìm hiểu, cần tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.